quay lại kênh của mình nha chúc mọi người xem video vui vẻ và nhiều sức khỏe nha anh em thì ngày hôm nay mình làm cái clip này theo yêu cầu của một số anh em là làm cái clip để mà mình hướng dẫn cái cách để mà mình xử lý hồ khi mà nó bị ký sinh trùng cũng như là mình đánh thuốc để nó ngăn ngừa những cái bầm bệnh trong hồ cá nè khi mà mình phát hiện cá bị bệnh á thì nói chung là cái cách để mà mình xử lý cũng như là mình làm cho hồ mình nó không có còn bị những cái ký sinh hoặc là những cái mầm bệnh trong hồ thì nó có rất là nhiều cách À, cũng có nhiều anh em với những cái trại hoặc là những nhiều anh em người ta bán thuốc người ta nói những cái phương pháp này rất là nhiều nhưng mà cái này ở đây thì cũng giống như những clip trước thôi mình làm mình chỉ chia sẻ cho những anh em à, những cái hồ từ mini từ một khối đổ lại và những cái kiều chế à, đặc biệt là những người anh em mà học sinh sinh viên á à, chơi cái hồ giống như mình nè à, à, những cái cách mà mình làm từ cái chế lọc chế thở luồng oxy đến thuốc tất cả các cái mà làm như thế nào để nó giảm chi phí nó tiết kiệm nhất cho anh em anh em nha thì sẵn qua đây thì mình cũng nói luôn cái này mình làm chế có nghĩa là mình đam mê mình thích làm chế thì mình chia sẻ với lại anh em chứ không phải là mình không có khả năng mình mua những con cá nó mất tiền hay là cái gì nha mình thấy là có nhiều anh em mà hay cầm minh là cá việt cái này cá kia thì cái đó nó đối với mình á cá đẹp nó không phải là có cá nhật hay là gì mà đối với mình quan trọng nhất là nó giải được cái stress cho mình có nghĩa là mình nuôi cá và mình thấy cá bơi nè nó vàng nó quấn ngự thì theo mình nó như vậy là đã đẹp rồi anh em nha chứ còn không phải là mình không mua được những con cá mà mà, mà mất tiền hay là gì ví dụ nhiều quá thì không được nhưng mà tầm một vài triệu thì mình mua được anh em nhé nhưng mà ở đây mình thì mình chỉ thích vậy thôi làm những cái kiểu chế chia sẻ với lại anh em vui chơi thôi anh em nhé thì uh, quay lại cái vấn đề chánh là ngày hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho anh em cái cách để mà mình xử lý khi mà hồ nó bị cái tình trạng uh, bị ký sinh trùng cũng như là bắt đầu nó xuất hiện cái mầm bệnh anh em thì cái cách mà đánh thuốc cho hồ thì mình thấy trên mạng hiện tại bây giờ là bán thuốc rất là nhiều nhưng mà mình khuyên anh em đâu đã mình nuôi cái hồ mini một khó đổ lại những cái kèo chế rồi thì mình kiểm soát cái chất lượng nước được cho nên là anh em trước khi đánh một cái thuốc gì hoặc là cho thêm một cái gì đó vô hồ mình thì anh em cần phải cẩn trọng nha tại vì hiện tại bây giờ cái cái phương tiện truyền thông nè Bắt đầu là cái 4.0 gì đó anh em Mạng đó Thì cho nên là bán thuốc hoặc là những cái phương pháp đưa ra rất là tràn lan luôn Nhưng mà có nhiều anh em thì Khi mà thuốc á, bán á, thì nhiều khi chưa chắc đã xài Cho nên là khi mà anh em mua một cái loại thuốc gì đó trên mạng đó Thì anh em cần phải tìm hiểu kỹ Xem là có ai đã từng xài chưa Và cái cách xài nó như thế nào Để tránh cái tình trạng mình mua nó vừa mất tiền Mà nó vừa ảnh hưởng đến cái chất lượng nước Cũng như là nó ảnh hưởng đến cái tình trạng cá của mình đó anh em thì mình thấy có nhiều anh em là à, mua thuốc nè rồi có nhiều anh em sử dụng cái oxy già đó giống như hồ mình đó, rồi bỏ oxy già vô nhưng mà mình thấy những cái cách mà oxy già thì cũng được thì theo mình nghĩ cái đó nó sát trùng nhưng mà mình cho vô hồ thì làm nó không phức tạp quá tại vì một khi anh em cho oxy già rồi thì phải trải qua rất là nhiều cái bước để mà mình xử lý thì theo mình nghĩ nó cũng được chứ mấy không nhưng mà nó hơi phức tạp tí xíu thì ở đây mình sẽ chia sẻ với lại anh em một cái loại thuốc mà nó cũng vừa rẻ tiền thôi mà theo mình nghĩ nó cũng là một cái giống như cái thần dược vậy đó ai nuôi cá coi nuôi cá nhật cá việt hay là f 1 gì đó cũng đều phải sử dụng anh em nha và theo mình nghĩ những cái loại cá khác người ta cũng sử dụng cái loại thuốc này luôn đó là cái loại thuốc mà ngày trước mình có làm cái clip mà hướng dẫn anh em trị bệnh thúi thịt đó có lận là cá nó bị thúi thịt mà sử dụng anh em đó là cái thuốc tím anh em nha đó cái thuốc này rất là hay mà cái thuốc tím này thì mình thấy có nhiều anh em á, hay hỏi là thuốc của y tế nhưng mà ta à, thuốc tím của y tế nhưng mà thật sự mà mình không biết thuốc tím của y tế nó nó là cái loại nào nhưng mà mình mình mua thuốc tím là mình chỉ mua qua trại cá thôi nói trại cá hoặc là anh em lên shopee á anh em search thuốc tím á anh em mua không cần nhiều đâu nếu mà lòng anh em mua chừng 50 000 ngàn thôi 50 000 ngàn thôi là anh em xài hoài luôn á giống như mình trước mà anh em thấy mà mình có cái hũ mà khi mà mua cá về mà mình hay uh, hay lấy ra mình sử dụng không anh em thấy không đó cái hũ đó là lúc trước là em mình đã cho ăn ít đó mà cả hai năm mấy nay là mình xài nó chứa hết tại vì cũng ít xài lắm khi nào mình mua cá mới về á mình xử lý á, thì mình mới sử dụng thôi chứ còn không là mình không có sử dụng đến luôn anh em rồi thì bây giờ ở đây cái cách để mà mình à, xử lý cái hồ khi mà phát hiện cái mầm bệnh cũng như là cái ký sinh trùng thì mình xử lý như thế nào giống như cá cái hồ của mình đi tự nhiên nó đang bình thường mà một ngày nào đó nó bị cái tình trạng là ngứa mình nè là cái thứ nhất nè ngứa mình thì chắc chắn là chất lượng nước của mình nó bị ảnh hưởng là chắc chắn nó sẽ có một cái vi khuẩn hay là cái gì đó nó làm cho con cá bị ngứa mình ngứa ngáy và cái thứ hai đó là nó bị ký sinh trùng ký sinh trùng có nghĩa là có khả năng cá của mình nó bị rợn nước hoặc là nó bị trùng mỏ đen vân vân hoặc là nó bị khuẩn ăn á nè đó thì những cái trường hợp này là khi mà mình trị bệnh cho cá thì mình khuyên anh em luôn là anh em nên xử lý luôn cái hồ của mình xử lý cái hồ của mình tại vì có nhiều anh em là khi mà xử lý cá xong rồi không xử lý của hồ á là nó quay trở lại anh em là cá nó cũng bị tái trở lại cho nên là mình khuyên anh em khi mà cá nó bị cái tình trạng mà bị ngứa mình lỡ mình hoặc là bị ký sinh trùng đó, thì khi mà anh em sử dụng á là anh em làm hết cái hồ luôn để cho khi mà cá trị hết bệnh rồi nó không có bị cái tình trạng tái trở lại anh em nha thì uh, xử lý hết hồ thì giống như hồi nãy ngay từ đầu mình nói rồi có nhiều cái loại thuốc hoặc là có sử dụng oxy già nhưng mà theo mình đây là mình sẽ sử dụng thuốc tím anh em nha thì có thuốc tím này thì nguyên một khói của nó luôn thì theo mình tìm hiểu mình được biết và mình cũng đã từng làm rồi thì ví dụ như cái hồ giống như mình đi mình sẽ cho là nửa muỗng cà phê nửa muỗng cà phê vô mình ngâm à, nửa món uh, nửa muỗng cà phê vô là mình ngâm đó mình ngâm thuốc tím rồi mình chạy lọc luôn mình chạy nguyên cái bộ lọc nó luôn đó mình chạy tầm cỡ hai ngày rồi bắt đầu mình mới thay nước mình mới thay toàn bộ cái nước thuốc tím ra rồi bắt đầu mình mới cho nước mới vô rồi bắt đầu là mình vệ sinh để những cái thuốc tím không còn nữa rồi bắt đầu là mình châm nước đầy rồi mình tiếp tục mình chạy lọc thêm hai ngày nữa rồi bắt đầu mình mới thay cá thì cái đó là cái cơ bản thôi nhưng mà mà có một cái đây mà mình cần lưu ý với lại anh em nè là khi anh em đánh tím thuốc hết hầu á là anh em tốt nhất anh em nên bắt cá ra hết nha mình thấy có nhiều anh em đánh thuốc tím mà anh em để cá trọng luôn á thì mình nói luôn thuốc tím là nó là cái loại á, mà để nó làm lành vết thương nhưng mà nó rất là bị ngọt nha giống như con cá mà giống như mà mới mua về mà anh em tắm tím anh em để lâu quá nó ngọt á. thả vô nhiều khi nó nó yếu á, con cá mà nó yếu nó không vượt qua được là có khả năng nó chết luôn anh em cho nên là khi mà anh em đánh thuốc cái 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 hồ cá đó là anh em lưu ý cho mình là anh em phải bắt cá ra hết bắt cá ra hết đừng có để trong tại vì nếu mà anh em đánh thuốc tím hết hồ đó, mà anh em để cá ở trong mà anh cá nó còn bơi bình thường thì chứng tỏ là cái liều lượng thuốc tím anh đánh anh em đánh cho hồ nó chưa đủ à mà khi mà anh em đánh thuốc tím cho hồ chưa đủ thì những cái vi trùng nè những cái ký sinh trùng hoặc là những cái mầm bệnh đó, nó còn trong cái hồ đó, nó sẽ không có bị tiêu diệt đó mà nếu như mà anh em đánh cái thuốc tím mà nó đủ cái liều lượng nó diệt được ký sinh trùng nó diệt được những cái nấm những cái mà nó vi khuẩn trong hồ mình đó, thì con cá của mình chắc chắn nó sẽ ảnh hưởng nó bơi không được thì cho nên là tốt nhất mình khuyên anh em nếu như mà anh em có ý định mà đánh thuốc tím để diệt vi khuẩn nè hoặc là anh em diệt uh, Diệt um, ký sinh trùng nè hoặc là nói chung là cá nó bị ngứa mình rồi đó rồi khi anh em trị xong mà anh em muốn đánh hết tròn thì tốt nhất là anh em nên bắt cá ra ngoài cái tan hoặc là ra một cái hồ khác anh em dưỡng riêng rồi anh em đánh cái hồ riêng, đừng có đánh chung như vậy. Thứ nhất là nó ảnh hưởng đến con cá và cái thứ hai nó làm cho con cá nó bị ngợp á. Mà thường anh em biết rồi cá mà giống như nuôi cá Việt giống như anh em mình á thì nó rất là khỏe, nó mạnh, nó có thể lướt qua được. Nhưng mà những con cá mắc tiền, những con cá nhật á nó dễ. Thường thì cái gì nó mắc tiền, những cái gì quý thì nó rất là khó. Cho nên là nhiều khi mà anh em đánh á, thuốc tím mà để cá trong đồng hồ mà nếu mà anh em nuôi cá nhật á nhiều khi nó bị ngợp anh em cá mà nó có dễ bị đứt lắm mình thấy trên mạng có nhiều anh em á là đánh thuốc tím á, <laughs> hoặc là chia sẻ cái cách mà đánh thuốc tím á, mà kêu mà để để cá trong hồ luôn mà đánh á. mà nói là mình đánh thuốc tím hết hồ để cá luôn vẫn thấy cá bơi bình thường thì mình nói với anh em á, suy nghĩ như vậy là nó chưa đúng tại vì bơi bình thường là do anh em mình đánh cái liều lượng nó chưa đủ nó chưa đủ thì khi nó chưa đủ thì con cá nó mới bơi bình thường được nhưng mà khi mà anh em đánh liều lượng đủ để nó tiêu diệt những con vi khuẩn những ký sinh trùng nó còn bám trong hồ mình á thì lúc đó là cái nồng độ nó lên rất là cao có khả năng là nó bị cháy mang nè nó bị cháy đuôi nè hoặc là nó nóng quá đó anh em tại thuốc tím nó rất là nóng con cá nó bị ngợp đó cho nên là khi mà anh em đánh mà thuốc tím hết hồ mà anh em thấy cá nó còn bơi nó còn khỏe bình thường là chứng tỏ là cái liều lượng nó chưa đủ thì khi liều lượng chưa đủ thì chắc chắn là những cái con ký sinh trùng hoặc là những cái mầm bệnh trong cái hồ của mình đó nó sẽ không có bị tiêu diệt cho nên là nếu mà anh em muốn tiêu diệt những cái đó thì anh em bắt buộc là anh em phải bắt cá ra bên ngoài cái tan hoặc là cái hồ anh em dưỡng riêng rồi lúc này là mình đánh đánh tím hết hồ và mình cho cái nồng độ luôn giống như hồ mình thì mình nói luôn mình cho nửa muỗng cà phê nửa muỗng cà phê hoặc là cái hồ mà một khối thì anh em có thể cho hai hai gam vô mình đánh đó mình đánh chừng hai ngày rồi bắt đầu mình thay hết nước ra mình rửa mình sạch sẽ rồi bắt đầu mình cho nước mới vô rồi bắt đầu mình chạy lọc thêm hai ngày là anh em có thể thả cá vô được rồi anh em nha đó thì cái này là theo cái uh, quan điểm riêng của mình để chia sẻ với lại anh em cái cách để mà mình uh, xử lý mầm bệnh cũng như là mình đánh thuốc tím á, uh, để xử lý hết cái uh, vi khuẩn cũng như là những cái ký sinh trùng nó bám trong hồ mình đó anh em thì uh, nói chung là đây là mình chia sẻ theo cái cách của mình thôi Rồi hoặc là trên mạng thì có nhiều anh hoặc là có nhiều cái loại thuốc tốt hơn nữa thì anh em ví dụ như thấy cái cách mình không được thì anh em có thể là sử dụng những cái loại thuốc khác nữa anh em nha còn ở này đây là mình chia sẻ theo cái cách của mình đã từng làm anh em nhé. thì theo mình khi đánh tím tuyệt đối anh em nên bắt cá nó bên ngoài đừng có để cá đồng hồ mình đánh tím nó sẽ ảnh hưởng đến cá anh em nha rồi, thì nói chung là bữa nay làm cái clip này để hướng dẫn anh em cái cách để mình đánh thuốc tím tiêu diệt vi khuẩn ký sinh trùng trong hồ thôi. Thì nếu mà anh em nào ở nhà hồ cá của mình đang gặp cái tình trạng là vi khuẩn mà mình muốn đánh thuốc để mà mình diệt cái vi khuẩn cũng như là ký sinh đó, thì mình khuyến khích anh em nên giữ sử dụng thuốc tím anh em nhé. Thì nếu mà anh em sử dụng sử dụng á để mà làm theo cái cách của mình á, thấy video mình chia sẻ nó hữu ích thì anh em nhớ nhắn lại, like, đăng ký kênh ủng hộ mình anh em nhé. Rồi, cảm ơn mọi người rất là nhiều. Chúc mọi người xem video vui vẻ nhé.